nhạc miễn phí trên kho âm nhạc để sử dụng cho video rất là phong phú, rồi có đủ mọi âm điệu. Và cách vào để lấy theo mình thì có hai cách. Vì có bạn hỏi vì quên cách vào kho âm nhạc trên điện thoại, cho nên mình làm video này để cho các bạn nào nếu cần. Nào, bắt đầu. Thao tác ghi màn hình mình đang thực hiện trên điện thoại, mời các bạn cùng theo dõi. Rồi bấm vào Chrome. Rồi viết lên tên công cụ là myoutube.com. Và nếu nó hiện sẵn thì mình bấm vào. Bấm lên ba chấm phía trên tay phải. Ở phía dưới bấm vào trang web cho máy tính. Xong, bấm vào hình đại diện phía trên bên tay phải. Bấm vào là kênh của tôi hoặc là YouTube Studio. Tiếp tục bấm vào tùy chỉnh kênh. Bên lề trái phía dưới bấm vào nốt nhạc. Đây là kho âm nhạc. Trong kho âm nhạc thì gồm có là cả là tác giả, rồi là các điệu nhạc này, rồi là tiếng đồng này, rồi âm nhạc này, rồi là rất là nhiều chức năng. Bây giờ mình chỉ hôm nay mình chỉ còn nói là tìm kho âm nhạc. Bây giờ mình bấm thử vào tiếng đồng để thử tiếng đồng. Rồi bây giờ muốn tải nhạc về, bấm vào âm nhạc. Rồi bấm thử để chọn bài. Rồi nếu muốn tải xuống thì kéo qua bên cuối cùng có chữ tải xuống, bấm vào. Rồi bấm tải xuống. Rồi, đã tải xuống xong. Trong kho âm nhạc gồm, rồi mỗi hàng như vậy là một cái chức năng để mình tìm. Ví dụ là tác giả này, rồi là điệu nhạc này, rồi là thời lượng này, rồi là tên bản nhạc này, rồi là các mục là tải xuống này. Đó, mình có thể tìm và bấm tải xuống. Ok. Còn theo như mình thì mình hay làm là Kinemaster thì nó có mục là bấm vào để tải nhạc về. Đây, mình đã tải về rất là nhiều bản nhạc. Bây giờ mình bấm thử. Mình bấm thử mình coi bản nào để hợp với làm video thì mình bấm vào bên dấu cộng là nó đưa xuống. Ví dụ như mình chọn bài này, bấm vào. Rồi, là nó xuống cái thanh màu xanh ở dưới. Tất nhiên đã chọn. Rồi muốn chọn hiệu ứng bằng tiếng đồng thì mình bấm vào chữ là SFX. Vòng tròn đỏ khoanh vùng, đó là những chức năng để mình chọn những tiếng đồng. Bây giờ mình bấm phím bên ngoài. Bấm chọn hiệu ứng ở bên ngoài. Mình chọn hiệu ứng nào hợp thì mình bấm vào dấu cộng.
Thì tab bên mình khoanh vòng tròn màu đỏ là bên lĩnh vực, ví dụ mình chọn là bài hát hoặc là album hoặc là nghệ thuật, loại hình, thư mục, vân vân. Mình chọn vào mình thử cái nào thích hợp là mình lấy. Ok. Nếu mình muốn tìm thêm thì mình có thể bấm vào đây để mình chọn là những cái mới mình chưa tải về. Ví dụ mình kéo lên mình tìm, kéo lên mình có thể tìm là cái điệu nhạc như thế nào, hip hop hay là jazz hay là gì đó, pop gì đó mình thích là mình kéo lên mình tìm, xong mình bấm vào cái những cái ô có hình tam giác là tên của bản nhạc ấy. Xong mình bấm vào rồi mình chọn được rồi mình bấm bên tải xuống là xong. Rồi mình có thể bấm vào hiệu ứng để mình tìm những cái hiệu ứng để mình chèn trong video của mình. Mình cũng bấm lên tam giác xong mình thử tiếng động nghe nó hợp thì bấm vào tải xuống là xong. Bên cái tab bên tay trái, bên chỗ khoanh vùng màu đỏ, mình có thể bấm vào các chức năng. Ví dụ như hình ảnh, rồi là âm nhạc, rồi là chữ viết. Ví dụ mình bấm vào mình chọn từng một cái nào hợp thì mình đem về, mình làm nền, làm chèn vào bên video cho mình. Ví dụ như trên. Rồi đến đây mình lưu ý các bạn thì mình dùng CineMaster hoặc là CapCut thì đều có kho âm nhạc để mình lấy về, mình không cần phải vào là Google Chrome để tải như ban đầu đâu các bạn. We'll be right back.